Đấy. À một mũi rồi nào. Ôi. Mà tự nhiên dựng người ta dậy xong rồi bắt người ta ăn. Mai mốt người ta mà béo lên thì ai người ta thèm nhìn nữa. Thì vượng nhìn mơ. Vượng nhìn mơ. Ừ. Chỉ định là giỏi thôi. Không, nói thật á. Anh cứ chiều em như thế này á, em hư ấy. Không sao. Sao đây? Mà thôi, em phải ăn thôi. Ăn mà còn trả nợ. Từ ngày mở quán đến giờ, nợ nần cũng phải đến 50 triệu rồi. Chả biết khi nào mới làm để mà thu hồi đủ vốn nữa. Mà nợ thì anh biết đấy. Lãi mẹ, đẻ lãi con. Thắt lưng buộc bụng, cũng chả đủ tiền để mà nuôi chủ nợ nữa. Khổ thân. Căng thế á? Ừ, căng mà. Căng sắp đứt rồi ấy. Em sao đấy? Em sao đấy? Cầm cho. Cứ mỗi lần nào đến nợ là em không thở nổi. Má. Em chỉ ước là có một cục tiền rơi phịch một phát xuống đầu. Hoặc thì không thì có ai đấy cho em vay. Xong rồi lấy lãi ít đi cũng được. Chán. Cái gì? 50 triệu à? 50 triệu để làm gì? Chị... Thì từ trước đến giờ chị giữ hộ em được bao nhiêu? Chị ứng tạm cho em 50 triệu. Đưa tiền cho cậu để cậu đưa cho cái con mộng con mơ à? Đừng có hỏng nhá. 50 triệu chứ 5 triệu hay là 500 nghìn hay 5 nghìn cũng không có đâu. Chị, đây là tiền chị giữ hộ em. Em cũng có quyền tiêu tiền của mình chứ. Thế cậu có biết lúc mẹ sắp mất mẹ dặn gì chị không hả? Mẹ dặn chị là phải để mắt đến mày, đừng để cho mày bị người ta lừa. Thế mày định để chị cãi lời mẹ à? Cái thằng này. Khổ quá, nhưng mà mơ không lừa em. Chị, em thích mơ thật mà. Đây là chuyện tình cảm nghiêm túc. Ôi nghiêm túc. Nghiêm túc thì mày đừng để cho con mơ nó biết mày có 50 triệu chứ hả? Thế mày bảo với nó là muốn vay thì sang đây gặp chị. Chị đừng quá đáng như thế. Em ôm này, ông này. Đấy, chị bỏ tay cô ra. Bỏ cô ra. Bỏ cô ra. Này, thằng này, mày là thằng nào mà dám bênh tụng các mẹ này hả? Tôi là mày. Mày là các mẹ đấy. Mày bỏ ai là các mẹ? Ừ, cái khỏi em tôi. Bỏ tay ra. Bắn lòng chết đi. Tao là chị nói nhá, mày bỏ ra. Này nhá, bà đừng có mà cá mẹ một lứa mà bênh chúng nó. Mày bảo cá mẹ một lứa hả? Tao mà cá mẹ với mày à? Đây là em ruột của tao nhá. Không dính dáng gì đến con này. Mày bắt đầu mà nói đừng có trách. Anh ơi, cá mẹ, mày nhớ đấy nhá. Còn đi mình nhớ bà. Này đấy, ui thôi, em ơi, em có làm sao mà em ơi. Con xuất sát gì cơ. Rõ ràng là con mụ mộng mơ là cái kiểu ong bướm vây quanh đúng không? Là người dễ dãi, ham tiền đúng không? Thế thì mình đi thuê thử một người đàn ông kiểu cao to, đẹp trai, giả vờ có nhiều tiền, xong rồi đến tán. Con nghĩ chắc chắn là cái kiểu của mộng mơ tham vàng bỏ ngãi sẽ bỏ cậu Vượng thôi. Con nghĩ bây giờ chỉ có cách như thế thì cậu Vượng mới sáng mắt ra thôi. Đấy. Cậu, sao? Cậu tuy mất kém, nhưng mà lòng dạ cũng ngay thẳng, trong sáng, chứ không suy nghĩ đen tối như mày đâu. Cậu nói thật nhá, mày bị chồng bỏ cũng chưa chắc chỉ vì do gia đình thằng Đức đâu. Ô cậu, cậu cứ bình tĩnh đã. Sao cậu lại nói như thế? Mẹ cháu, rồi các chị em cháu ngồi đây cũng chỉ vì lo cho cậu thôi đấy. Sao mà phải lo? Chị cậu, rồi tất cả chúng mày đều coi thường cậu. Cậu từng này tuổi rồi, yêu một người cắt tóc gội đầu có cái lỗi lầm gì nào? Cậu không làm gì vi phạm pháp luật cả. Cậu có làm điều gì giết người cướp của hay đốt nhà đâu. Thế tại sao phải ngăn cấm, phải bài binh bố trận, phải mưu mô như thế? Chị cho em xin cái số tiền mà bấy lâu nay chị vẫn giữ giúp em ấy ạ.
sao cậu lại nói như thế? Bây giờ cậu phải bình tĩnh, rồi cả nhà mình cùng ngồi lại tìm cách giải quyết đã. Nhưng mà tại sao phải bàn bạc? Chẳng có gì phải bàn bạc cả. Tiền của cậu để cậu tự quản lý chứ. Mẹ, đừng, đừng đưa tiền cho cậu. Thì ra cậu vẫn nghĩ đến cái số tiền ấy à? Cậu sợ tôi sẽ ỉm đi hay là sẽ ăn chặn của cậu đúng không? Không, ý em không phải là như vậy. Em có việc gấp, em cần tiền. Cậu ơi, cậu nghĩ lại đi, đừng để mình gặp sai lầm nữa. Đời người ai chẳng có lúc sai lầm. Mày cũng vì sai lầm mà chồng nó bỏ ấy. Cậu, tiền của cậu đây, cả tiền tiết kiệm mà tôi làm cho cậu, cậu cầm lấy đi. Từ bây giờ đừng gọi là chị nữa. Cầm lấy. Em xin lỗi.